Hello, xin chào tất cả anh em. Chào mừng anh em vì đã đến với bản tin game tiếp theo trên channel của mình. Và mình là Namas sẽ gửi đến anh em một tin tức gây sốt cộng đồng PUBG trong ngày hôm nay. Đó chính là ống ngắm tầm nhiệt, một trang bị gần như không thể thiếu cho các bản đồ với hiệu ứng ánh sáng yếu, bao trùm là bóng đêm. Với việc map đêm đã ra mắt từ rất lâu, nhưng tưởng ống ngắm chuyên dụng này sẽ đến sớm nhưng mà không. Phải tới tận bản cập nhật 1.1 trong nỗ lực hợp tác với Metro Exodus trong chế độ Metro Royale thì PUBG Mobile mới chính thức đưa ống ngắm tầm nhiệt vào hệ thống phụ kiện hỗ trợ. Trong khi đó, phải tới tận ngày hôm nay, mùng 7 tháng 1 năm 2021, người chơi PUBG PC mới được sờ tận tay, dày tận trán món đồ đặc biệt ấy. Hãy nhớ rằng là PUBG đã cho ra mắt Erangel đêm, vì Candy đêm, thậm chí là bản đồ mới nhất Heaven cũng chìm trong bóng tối, nhưng mới chỉ có kính nhìn đêm Night Vision và thậm chí nó còn chưa có mặt ở thời điểm hiện tại trong các chế độ thông thường nữa. Khác đôi chút với kính nhìn đêm, ống ngắm tầm nhiệt sẽ giúp cho bạn quan sát được các cái mục tiêu có thân nhiệt bất chấp điều kiện ánh sáng ngặt nghèo đến như thế nào. Mọi hoạt động của địch đều nằm trong lòng bàn tay của bạn qua thiết bị xịn sò này. Vẫn chỉ hỗ trợ hai màu đen và trắng, thế nhưng ống tầm nhiệt trong PUBG vẫn khác đôi chút với các cái tựa game FPS đi trước, khi mà khả năng quan sát là khá khó chịu, nếu không muốn nói là siêu cấp khó chịu. Bạn sẽ chỉ có thể nhìn thấy địch màu trắng với độ phân giải khá là thấp, toàn là những cái ô vuông, cực kỳ khó để bắn chúng dù là dùng sniper ở tầm trung chứ đừng nói là ở quá xa. Nghe tới đây thì chắc hẳn nhiều anh em sẽ nghĩ rằng vậy thì lắp cho súng trường tấn công, vừa bắn tỉa lại vừa sấy tầm gần luôn chứ có làm sao đâu. Cơ mà anh em đừng vội mừng, bởi với tiêu cự của mình, ống ngắm tầm nhiệt có khả năng zoom tối đa 4 lần tương tự như scope 4. Thế nên nếu như muốn sấy, trước tiên bạn cần phải có đôi tay đủ rắn chắc cộng thêm đôi mắt tinh tường nữa nhá. Ống ngắm này hỗ trợ mọi vũ khí thông thường miễn là có rãnh lắp scope, không thể phóng to thu nhỏ như X6 trở lên và tương ứng thiết lập ngắm của X4. Về bề ngoài, ống ngắm tầm nhiệt vẫn khá ngầu dù không được hổ báo như tưởng tượng, cơ mà như vậy lại giúp cho tầm quan sát ở góc nhìn thứ nhất được thoáng đãng hơn khá nhiều so với các anh em cỡ bự khác. Hiện tại thì ống ngắm mới toanh này đã xuất hiện ngay trong PUBG PC bản chính thức, anh em có thể truy cập phần Labs và test thử luôn. Bản cập nhật 10.2 cũng đã sẵn sàng trên server test với những update vô cùng thú vị, cụ thể thì mình sẽ có phân tích trong video tổng quan tiếp theo. Không biết là anh em cảm thấy như thế nào về ống ngắm tầm nhiệt sau video này? Liệu đã thỏa mãn nhu cầu ẩn thân chi thuật của anh em hay chưa? Hay vẫn còn chưa đủ do khá là khó quan sát? Hãy cùng với mình thảo luận ngay phía bên dưới video này, cho anh em có những giờ phút thư giãn vui vẻ và hẹn gặp lại trong các video sau nhé. Cơ mà chắc chắn một điều, anh em sẽ cần phải quét map nhiều hơn, dẫn tới mỏi mắt hơn mỗi khi sử dụng cái ống ngắm này đấy. Bật mí thêm cho anh em là trong thời gian tới, rất có thể là kính nhìn đêm Night Vision cũng sẽ xuất hiện luôn.